Đó là trường hợp của bé T 6 tuổi, ngụ huyện Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh. Gần 2 năm nay, em phải điều trị tại khoa nhi bệnh viện Ung bướu Thành phố Hồ Chí Minh vì khối u ác tính khổng lồ bên gò má trái lan xuống cả phần xương hàm. Được biết, năm 4 tuổi, mặt bé bất ngờ xuất hiện một mụn mủng rất nhỏ. Người mẹ là dược sĩ muốn đưa con đi điều trị Tây y nhưng cha không chấp nhận. Sau khi xảy ra mâu thuẫn, đứa con được cha đưa đi đắp lá thuốc khoảng 2 tuần lễ tại một cơ sở y tế trôi nổi tại Bình Dương. Hậu quả là sau một thời gian đắp thuốc, từ mụn nhỏ đã phình lên thành khối bướu khổng lồ và vỡ ra, khiến bé chịu rất nhiều đau đớn. Bệnh viện Ung bướu Thành phố Hồ Chí Minh cho biết khối bướu bé T đang mang là bướu sarcoma ác tính. Bé đã được vào hóa chất nhiều lần nhưng vẫn đang tiếp tục điều trị ngoại trú tại đây.